Shop hàng Nhiệt Độ Điện xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2020. Em mới về được một cái siêu phẩm máy lọc không khí 4 chức năng trong 1 tiêm hút ẩm các bác nhé. Con này thuộc thế hệ sau của cái con CV1000. Thế hệ sau các bác ạ. Đây nhé các bác nhé, con CV1000 ở đây. Đây là con CV1000 ạ. Đấy, con này thế hệ đầu. Con này sang thế hệ sau. Thế hệ sau các bạn nhìn nó cải tiến đi, trông nó có vẻ là nó khôn hơn. Con này là GV1000 ạ. EPGV1000. Thế hệ GV1000 vẫn full tính năng như là con CV1000. Con này bản điều khiển giao diện có thiết kế khác đi một chút. Đấy, có công nghệ eco các bạn này, trang bị công nghệ eco nhé, đèn báo độ ẩm này, em quay bằng đèn flash thì là nó không báo rõ. Đấy, ở đây ba nút rõ ràng, ba chế độ. Đây nút màu cam này là chế độ hút ẩm, đây là chế độ bù ẩm và đây là chế độ lọc không khí. Đấy, tình trạng máy thì còn khá là đẹp, trắng trẻo các bạn, vẫn trắng nhé, rất là đẹp luôn này. Con này rất là hiếm đấy, lần đầu tiên em nhập được con này, rất là hiếm, lần đầu tiên nhập được các bác nhé. Con máy rất hiếm của Hitachi tích hợp hút ẩm. Đây thông số cho các bác xem. Con này đây sản xuất 2012 này. Đấy, con CV1000 thì 2009, con này 2012 thế hệ sau, sau 3 năm. Điện 100V, công suất 56W. Đấy, đối với là không khí 550W đối với hút ẩm. Tình trạng máy rất là chắc chắn, đẹp, chắc chắn quá nha. Full tính năng trên này, khóa trẻ em này, các bật nguồn, đẹp luôn. Con này về cơ bản công nghệ thì nó cũng phát triển từ con ấy thôi, con CV1000 này thôi. Kiểu dáng thì cũng gần tương tự nhưng mà cải tiến thêm một số chút cái là. Ví dụ con này thì các bác nhìn đây là riêng cái tấm lưới này của nó đã được trang bị dày hơn rất là nhiều. Đấy. Đấy, cái lưới này nó đã làm 3 đến 4 lớp trong này rồi. Gần như là cái bụi đã được lọc tại đây rồi. Bụi đọc lọc tại đây các bác nhé. Đấy, rất là dày, cái này đã trang bị 3-4 lớp rồi. Tiếp đó vào trong này đến là vào phần đến màng HEPA. Màng HEPA con này, đấy, tích hợp luôn cả màng than ở bên trong. Than bên trong các bác nhé. Đây, một con máy tích hợp đầy đủ luôn công nghệ. Đây, màng còn rất là tốt. Màng này còn lâu các bác phải thay ạ. Còn rất là chắc chắn. Đây, CV, con này là GV1000. GV1000 các bác nhé. Đây, con gì năm tháng 4 năm 2012. Nguyên bản hết 100% các bạn. Hitachi GV1000. Khá là đẹp. Con này bác nào lấy thì em bán là con này là 4.9 các bạn nhé. Giá chênh hơn con kia có tí tệ thôi. Con kia 4.8, con em để 4.9. Đây, các bác nào chốt thì các bác liên hệ nha. Đây, xin chào các bác. Giá chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn nha. Các bác lưu ý là điện 100V đấy. Giá 4.9 chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn. Xin chào các bác.